Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tháng 8 này là cơ hội cuối cùng cho các ngân hàng chạy đua giảm lãi suất cho vay nhằm níu chân khách hàng trước khi thông tư 06 có hiệu lực ngày 1 tháng 9. Khách hàng có thể vay ở ngân hàng này để trả khoản vay ở ngân hàng khác. Không chỉ giảm mạnh lãi suất huy động, các ngân hàng cũng bắt đầu giảm lãi suất cho vay, thậm chí tung ra nhiều gói ưu đãi lãi suất nhằm đưa vốn ra nền kinh tế nhưng không dễ tìm được khách vay. Vậy có cách nào để phá băng tín dụng? Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông OCB cho biết, vào những năm trước, tín dụng tăng nhanh nhờ nhu cầu vay mua nhà, ô tô, xây sửa nhà, vay tiêu dùng khá cao. Tuy nhiên, năm nay nhu cầu vay cho các hoạt động này rất ít, trong khi đó, đơn hàng xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh nên cầu tín dụng giảm nghiêm trọng. Chúng tôi cố gắng hết sức để chèo kéo khách hàng, nhưng tín dụng cũng chỉ tăng trưởng được 7-8%. Ông Tùng nói và cho biết, ngân hàng này sẽ tung ra các gói cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, với lãi suất cho vay chỉ 5-6% trên năm trong tháng 8 này. Ngoài ra, thực hiện chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng này cũng sẽ giảm mạnh lãi suất cho vay. Trong đó, các khoản vay trung và dài hạn của những khách hàng trong diện ưu tiên chỉ còn 7-7,5% một năm. Phó Tổng Giám đốc một ngân hàng cổ phần khác cho hay, năm trước đã mong nới rum tín dụng như nắng hạn trong mưa, được cấp bao nhiêu là lấp đầy hết bấy nhiêu. Nhưng năm nay, tăng trưởng tín dụng dưới hạn mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước, dù cả ngân hàng cùng chạy, chỉ tiêu giao khá căng, nhân viên kinh doanh không hoàn thành chỉ tiêu 3 tháng là buộc phải nghỉ việc. Thực ra, các ngân hàng đang bước vào chu kỳ giảm lãi suất dồn dập, kể cả lãi suất tiền vay lẫn tiền gửi. Nếu lãi vay không giảm thì không thể nào giữ khách hàng được, ngược lại sẽ mất khách hàng vào tay ngân hàng khác. Tháng 8 này, trước khi thông tư 06 có hiệu lực, các ngân hàng sẽ phải tập trung giảm lãi suất cho vay không chỉ cho khách hàng mới mà cả khách hàng cũ, vị này cho biết. Trước đó, do tình hình tín dụng tăng chậm như trên, liên tục có các chỉ đạo của chính phủ nhằm phá băng tín dụng. Mới đây nhất, ngày 13 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đề nghị làm rõ tại sao chính phủ có nhiều chỉ đạo nhưng tín dụng tăng trưởng thấp. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo thành lập ngay tổ công tác tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng giảm tiếp lãi suất cho vay tối thiểu là 1,5-2% một năm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Những ngày gần đây, các ngân hàng cũng đã chạy đua giảm lãi suất huy động. Lãi suất giảm tập trung ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với mức giảm bình quân từ 0,3-0,35% một năm. Lãi suất kỳ hạn dài trên 12 tháng đã được kéo dưới mức 7% một năm. Trong văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xem xét có các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng, tiếp tục rà soát việc cho vay tín dụng đối với bất động sản, đẩy mạnh việc khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát và thúc đẩy việc cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp bất động sản. Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, các ngân hàng thương mại phải có giải pháp phù hợp, hiệu quả để doanh nghiệp dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn, vừa tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa kiểm soát được rủi ro, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhất là xem xét rất cụ thể để cho vay với các dự án bất động sản đang dở dang, sắp hoàn thành. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 3 tháng 8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,44 triệu tỷ đồng, tăng 4,29% so với cuối năm 2022. Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thừa nhận tăng trưởng chưa như kỳ vọng dù lãi suất cho vay đã giảm đáng kể. Theo ông Tú, do kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nên nhu cầu vốn giảm mạnh. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thanh Minh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tedo thừa nhận, so với đầu năm, lãi suất cho vay đã giảm khoảng 1,5% xuống còn 9% một năm. Đối với khoản vay có kỳ hạn 3 tháng, đây là mức lãi suất tạm chấp nhận được và nếu thị trường bình thường, doanh nghiệp sẽ vay thêm để chuẩn bị nguồn hàng cho dịp lễ Tết cuối năm. Nhưng tình hình tiêu thụ hàng rất chậm nên chúng tôi không vay thêm vốn mà đang xoay sở nguồn để trả nợ vay ngân hàng, bà Minh chia sẻ. Cùng với việc giảm lãi suất huy động, các ngân hàng cho biết chấp nhận cho vay hòa vốn, thậm chí lỗ nhẹ để kéo được khách. Dù vậy, theo lãnh đạo một ngân hàng, trong bối cảnh rủi ro rất cao, nợ xấu quá hạn tăng lên, ngân hàng cũng kiểm soát chặt các điều kiện tín dụng. Nhưng khi lãi suất cho vay giảm về một mức nhất định, người dân sẽ mạnh dạn vay tiền mua nhà. Khi đó tín dụng bán lẻ sẽ có cơ hội tăng trưởng trở lại và thúc đẩy cho các giao dịch bất động sản. Vị này kỳ vọng. Mới đây, Vietcombank thông báo tiếp tục giảm lãi suất cho vay với mức giảm tới 0,5% một năm, lãi suất cho vay Việt Nam đồng cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với thời gian áp dụng trong 5 tháng, từ ngày 1 tháng 8 2023 đến ngày 31 tháng 12 2023. Vietcombank lưu ý, việc giảm lãi suất lần này không áp dụng với các khoản vay chứng khoán,
về kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá, thấu chi. Trước đó, Vietcombank cũng đã triển khai hai chính sách giảm lãi suất cho vay khách hàng. Đợt 1 là từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 4, Vietcombank giảm đồng loạt 0,5% trên số lượng khách hàng được giảm lãi suất là 130.000 khách hàng, với số tiền lãi suất được giảm tương đương 800.000 tỷ đồng. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, với số lượng khách hàng được giảm lãi suất khoảng 110.000 khách hàng, quy mô dư nợ được hạ lãi suất là khoảng 700.000 tỷ đồng. Agribank cũng mới triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các khách hàng xuất nhập khẩu với quy mô lên tới 25.000 tỷ đồng. Theo đó, lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 1% một năm so với sàn lãi suất cho vay hiện hành của Agribank tương ứng đối với từng giải kỳ hạn. Ngoài ưu đãi về lãi suất, các khách hàng tham gia chương trình còn được hưởng ưu đãi hấp dẫn về tỷ giá mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ. Đối tượng áp dụng của chương trình là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu gạo, thịt, thủy sản, cà phê, nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ, nhập khẩu đồ uống, phân bón, máy móc thiết bị, xăng dầu, hóa mỹ phẩm, vật liệu xây dựng. Chương trình áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn với phương thức cho vay đa dạng, phù hợp với nhu cầu vốn lưu động của từng doanh nghiệp tham gia chương trình. Với Vietinbank, ngân hàng này vừa tăng quy mô gói ưu đãi lãi suất SME Up lên 15.000 tỷ đồng và giảm thêm lãi suất cho vay với mức lãi suất ưu đãi mới chỉ từ 6,8% một năm. Cụ thể, các khoản vay có kỳ hạn đến 6 tháng bằng Việt Nam đồng phát sinh mới trong khoảng thời gian từ nay đến hết 31 tháng 12 2023 sẽ được tham gia chương trình. Gói ưu đãi áp dụng cho các doanh nghiệp SME lần đầu vay vốn tại Vietinbank hoặc chưa giải ngân khoản vay trong vòng 6 tháng qua. Điều đặc biệt ở gói ưu đãi này là khi dư nợ của doanh nghiệp SME ngày càng tăng thì lãi suất cũng được giảm tương ứng. Tại BIDV, ngân hàng này đã triển khai gói tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, nhà ở thương mại với quy mô 20.000 tỷ đồng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2024 hoặc đến khi hết quy mô của gói tín dụng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Theo đó, các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại có phương án vay vốn khả thi, đảm bảo tính pháp lý, có khả năng tiêu thụ tốt và phù hợp với nhu cầu thực tế về nhà ở trên thị trường sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất từ 8,5% một năm. Đối với các cá nhân, lãi suất cho vay áp dụng từ 7,8% một năm. Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về triển khai chương trình 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 trên NQCP, BIDV đã triển khai gói tín dụng quy mô 30.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với mức thông thường của các ngân hàng. Đồng thời, kể từ 1 tháng 6 2023, BIDV đã tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 0,5% một năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản vay trung và dài hạn, hiện hữu và chưa được áp dụng lãi suất cạnh tranh trước đó. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, BIDV thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng có dư nợ hiện hữu tại ngân hàng. Bên cạnh nhóm ngân hàng quốc doanh, các nhà băng tư nhân cũng tích cực triển khai các gói cho vay ưu đãi lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn. Theo đó, MSB vừa thông báo chương trình giảm thêm 2% lãi suất vay thế chấp dành cho khách hàng cá nhân. Chương trình được áp dụng từ nay đến hết 31 tháng 12 2023 đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay thế chấp, mục đích mua nhà, xây sửa nhà, tiêu dùng mua sắm trang thiết bị gia đình, du học, chi trả học phí. Với chính sách lãi suất hấp dẫn, khách hàng sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 8,99% một năm, thời gian vay lên tới 35 năm và ân hạn gốc lên tới 24 tháng. Mới đây, Sacombank cũng thông báo triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân nhằm tiếp sức hỗ trợ người dân, kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, phục vụ đời sống từ nay đến cuối năm 2023. Cụ thể, Sacombank dành 20.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn, mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh ngắn hạn, bao gồm sản xuất nông nghiệp với mức lãi suất thấp chỉ từ 7,5% một năm. Đối với nhu cầu vay phục vụ đời sống, Sacombank dành 10.000 tỷ đồng cho khách hàng vay vốn mua, xây sửa bất động sản và nhiều mục đích tiêu dùng khác nhau với mức lãi suất chỉ từ 9% một năm. Đặc biệt, đối với khách hàng lần đầu tiên mua nhà để ở, thỏa điều kiện, mức lãi suất chỉ từ 8% một năm. OCB vừa triển khai gói tín dụng vay ưu đãi lãi suất áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sản xuất kinh doanh ngắn hạn, mua nhà đất và ô tô với hạn mức 5.000 tỷ đồng. Theo đó, từ tháng 8, những khách hàng cá nhân vay với mục đích sản xuất kinh doanh sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi từ 7,5%. Khách hàng mua nhà để ở được hưởng lãi suất 8,5% một năm. Trước đó, từ tháng 6, ngân hàng này đã tung hai gói lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân với tổng hạn mức lên đến 12.000 tỷ đồng. Trong tháng 7, ngân hàng cũng giảm lãi suất vay hơn 1% cho tất cả các mục đích vay. Lãi suất vay thông thường của ngân hàng này hiện trong mức 9,5% với ngắn hạn và 10,7% với trung dài hạn. Ngân hàng Bản Việt BVBank cũng đã triển khai gói vay 7.000 tỷ đồng kích cầu tiêu dùng với lãi suất chỉ từ 8,8% một năm, giảm đến 2% một năm so với lãi suất thông thường, thời gian áp dụng từ ngày 4 tháng 8 đến 31 tháng 12 2023. Theo nhiều chuyên gia, lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới
do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành thông tư 02/2023 cho phép giãn, trích lập dự phòng nợ xấu. Trong báo cáo chiến lược mới phát hành, chứng khoán VN Direct dự báo lãi suất cho vay có thể giảm mạnh hơn trong nửa cuối năm 2023 do chi phí vốn của các ngân hàng thương mại đang giảm nhờ tác động từ các đợt cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm và việc ban hành thông tư 02/2023/TT-NHNN cho phép giãn trích lập dự phòng nợ xấu. Chúng tôi cho rằng lãi suất cho vay giảm sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong những quý tới, VN Direct đánh giá. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.